Hello, chào tất cả mọi người nhá. Nay sẽ hướng dẫn mọi người làm cái chậu bằng cái giấy cuộn thức ăn đây. Đấy, mọi người chuẩn bị cho mình cái cuộn giấy bọc thức ăn nhá. Rồi túi bóng bọc thức ăn đấy. Đấy. Mọi người giải ra như này. Đấy này, đấy mấy cái này là nãy mình đã cuốn xong rồi nhưng mà mình chưa kéo ra đây này. Đấy, chỉ cần để này. Xong rồi. Đấy, cho gió quá nhỉ. Cho chút thuốc nổ đen vào là ok. Mày à, gió quá, lấy chân giữ. Đấy, mọi người cho này, giải nó vừa vừa thôi nhé. Không là giải, nói chung là không cần quá nhiều. Khoảng tầm một thìa là đủ. Cái này mình chưa sàng nhưng mà mỗi người một công thức riêng, không ai giống ai. Đấy. Đấy, mọi người gấp vào như này, gấp cho mình vào. Gấp vào cho mình, gấp vào, đấy, gấp vào như này. Mọi người gấp vào lòng á, miết để cho cái không khí bên trong này nó ra hết đi. Gấp xắn vào. Đấy, mình làm nó cũng kiểu chuyên nghiệp cho nên là nó hơi nhanh một tí mọi người ạ. Quấn như này. Đấy, quấn nó đây. Đây là một triệu. Xong mọi người cứ xoay nó về một chiều nhá. Vừa xoay vừa ấn để cho nó khít, cho nó chặt. Xong rồi tí mình mới kéo ra. Cứ xoay như này. Khá là đơn giản, nó không có gì gọi là khó cả. Đấy. Xoay này nhá. Xoay ấn vào, mọi người vừa xoay vừa ấn. Cái này hôm nọ mình mua cuộn giấy này khả năng vẫn là giấy điểu. Nếu mà mọi người mua cái giấy xịn ấy thì nó ok hơn. Cái giấy xịn thì nó quấn nó sướng hơn nhiều. Cái này nó bé quá, nó rít. Cả cái giấy này nó mỏng ấy. Quấn nó hay bị dính lắm. Chắc khả năng sắp hết rồi. Nó mới di tích rồi. À, sắp hết thật. Thế thì mình sẽ lấy cái này đi chế một quả pháo thì đi bắn cá này. Chú ý mọi người bọc nó vừa vừa tầm, thấy nó vừa vừa cứng thôi thì sẽ mang ra để kéo nó giãn, nó nhìn thế này thôi nhưng mà kéo giãn là nó dài khoảng từng mét. Một tay không được thì cứ dùng hai tay. Mọi người mua cái giấy bọc thức ăn cái cuộn to đấy, khả năng sẽ quấn một tí. Cuộn này nó béo quá, không béo nó hay bị dính. Ok, thế là đã xong tổng 3 cái đi mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa rồi mình sẽ quấn cho mọi người kéo ra nhá. Cuộn để quấn hết cái này rồi mình vứt đi luôn, xong hết rồi, khả năng được một cái rồi. Nó cứ dính, nó cứ dính vào nhau ấy. Kéo ra khoảng tầm 2 gam. Đấy. Đây. Chèn vào. Rồi cho thuốc vào. Đấy. Vừa mọi người. Cho nhiều quá thì nó bị to. Cực kỳ đơn giản. Xoay đều, miết thật chặt, thật cứng thì nó mới
cháy được chậm được. Cứ bình tĩnh, làm nhanh thì nó lại đứt lắm, cho nên là phải từ từ. Đấy, cái giấy này khả năng giấy rẻ tiền rồi, nó rách liên tục mọi người. Mọi người mua mua cuộn to đùng ấy, cái cuộn mà to như cổ chân ấy, đấy, cuộn đấy thì khả năng ok hơn. Cứ còn chắc chắc còn được. Mọi người quấn như nào, bóp bóp cái này này, nó vừa tầm đủ độ cứng đấy là được rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo nhá, bốn cái kéo này này. Đấy, nó chắc quá thì dùng cái kìm, kìm để hàn hết đây. Ui dồi, đứt. Không sao. Ui dồi, đã đứt rồi. Rồi, được khá dài rồi. Rồi, đứt thì vứt đi mọi người. Không tiếc gì cái này. Đây, đường đoạn khá là dài đây này. Ôi dồi, cái giấy này mình mua giấy đúng giấy đều, mọi người mua lại xịn xịn một tí thì nó không hay bị đứt như này thôi. Đây, hai giây. Rồi, phết đấy. Đấy, dài chưa? Cái này phải hơn mét. Cái này. Cái này yếu quá là dày. Cái giấy này đủ quá mọi người. Đây, được bàn này mọi người chứ. Khá là nhiều ấy, cái này thoải mái là. Tôi chào tất cả mọi người nhé.